Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lũ lụt ở Nội Mông, hai hồ chưa vỡ, mưa lớn ở Bắc Kinh, ngập lụt ở nhiều vùng ngoại ô ở Bắc Kinh. Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Mưa lớn đã khiến hai hồ chứa nước bị vỡ, cầu và đường quốc lộ bị cuốn trôi, xe cộ bị ngập và hàng vạn người bị mắc kẹt. Theo Reuters và Yahoo News và các phương tiện truyền thông khác, thành phố Kuala Lumpur, Nội Mông đã mưa liên tục và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hồ Yonggan và hồ Shinfa, các đập tràn mở ở Banner tự trị Moridawa lần lượt bị sập và một lượng lớn nước sông đổ xuống. Theo báo cáo, 22 cây cầu và 124 cống đã bị hư hỏng do lũ lụt, 15,6 km đường cao tốc và gần 20.000 m2 đường bị ngập hoặc hư hỏng, gần 330.000 ha đất canh tác bị ngập và 16.000 người bị ảnh hưởng. Hiện chưa có tin thương vong. Lũ đã rút, mực nước đoạn sông trên địa bàn trở lại bình thường. Ước tính thiệt hại và công tác cứu trợ thiên tai đang được tiến hành. Ngoài ra, theo hãng thông tấn Trung ương, Bắc Kinh gần đây cũng hứng chịu trận mưa xối xả, gây sạt lở núi, sông, sạt lở, gây ngập lụt ở nhiều nơi trong thành phố, tạm thời đóng cửa một số ga tàu điện ngầm do ngập lụt và hủy bỏ một số ga tàu điện ngầm. Tổng cộng 350 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế. Theo thống kê, lượng mưa trung bình trong mỗi mùa lũ ở Bắc Kinh năm nay cao hơn các năm trước 90%. Một báo cáo khác nói rằng Changping, Haidian, Yangqing và các quận khác của Bắc Kinh bị ngập do mưa lớn và một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước. Ngoài ra, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng gây ngập lụt nhiều nơi ở Bắc Kinh, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, trong đó có tàu điện ngầm. Nhiều ga tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động do ngập nước để sửa chữa khẩn cấp. Đồng thời, hơn 77 chuyến tàu đến và đi từ Bắc Kinh đã bị hủy. Giao thông công cộng ở Bắc Kinh đã đình chỉ 102 tuyến xe buýt. Báo cáo của Reuters cũng cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để quản lý lũ lụt, sản xuất điện hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên nước thừa nhận rằng hơn 80% các hồ chứa được xây dựng cách đây 40 năm và một trong số đó có lo ngại về an toàn. Ông Wei Yang-hong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết gần 1/3 các hồ chứa hoàn thành các đánh giá an toàn bắt buộc do thiếu nguồn lực tài chính trong năm nay. Thảm họa nghiêm trọng ở Su. Kaixin.com đưa tin rằng tam hiệp của sông Dương Tử gây ra trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981. Đoạn trùng khánh của sông Dương Tử và sông Gia Lăng vượt quá mực nước đảm bảo và thành phố của trùng khánh Tứ Xuyên đã ngập nhiều nơi. Được biết, lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến 31 con sông bao gồm Trường Giang, Fuyang, Khinji River, Minjiang, Đa Đu và các nhánh chính của sông Hoàng Hà ở Tứ Xuyên vượt mức nước cảnh báo. Lần đầu tiên kể từ khi có hồ sơ, Tứ Xuyên đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1, đất nông nghiệp, giao thông, hệ thống lưu trữ nước và cơ sở hạ tầng khác ở nhiều nơi trong tỉnh bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Manjiang, Chengdu, Guangyang, Deyang, Jiayan và Lạc Sơn đã bị ảnh hưởng trên diện rộng và được chuyển khẩn cấp. Có hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Li Yu, một cư dân Đức Dương, nói với VOA, tình trạng nước chủ yếu là vào ngày hôm trước, hôm đó trời mưa lớn và nước sông tràn vào thành phố. Tôi sống ở quận Luoyang bên dưới Deyang, nơi có nước sâu nhất có thể không vào được thành phố, ngập đến 1 mét thì nước tràn vào thành phố nghiêm trọng hơn trước. Nguồn sông Thoyang ở thành đô năm nay nghiêm trọng hơn, mực nước ở quận Jintang, thành đô, trên thượng nguồn sông Thoyang đã vượt có mực nước đảm bảo 3,85m vào hôm thứ Hai với lưu lượng tối đa 8.200 m3 mỗi giây, mức cao kỷ lục trong 71 năm. Đoạn Yayang của sông Khinji đã hứng chịu trận lụt kéo dài hàng thế kỷ, sông Đa Đu và sông Yingyang cũng được cho là sẽ vượt quá mức nước cảnh báo. Vương Hiểu Minh, cư dân Trùng Khánh nói với VOA rằng họ đang thảo luận về việc tiếp nhận các nạn nhân và xử lý việc di rời các nạn nhân, nhưng chưa rõ chi tiết. Hãng tin AP cho biết nhà chức trách Tứ Xuyên đã cử trực thăng đến giải cứu các nạn nhân mắc kẹt ven sông, trong đó có một số người bị mắc kẹt trên nóc và nóc xe ô tô trong tình trạng nguy kịch. Một số người cho biết trên mạng rằng không ai đeo mặt nạ khi mọi người tập trung ở khu vực xảy ra thảm họa.
Lạc Sơn, Đại Phật được rửa chân. Nhật báo Tứ Xuyên cho biết, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn vào thời nhà Đường ở ngã ba sông Minh Giang, sông Đa Đu và sông Kim Di đã xuống nước để rửa chân lần đầu tiên kể từ năm 1949. Có thời điểm, 1.020 người bị mắc kẹt trên đảo Phan Du ở thành phố Lạc Sơn. Nhà hoạt động vì quyền ở thành đô Chen Phung Phê nói với VOA, do địa hình thấp ở Miên Dương Tứ Xuyên, tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn. Lạc Sơn Đại Phật bị rửa chân nên tình hình nước lần này nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ở tỉnh A Ba của Tứ Xuyên nếu có vấn đề với hồ chứa, chúng tôi ở đây rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi rất lo lắng về điều kiện nước ở đó. Khi các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin về tình hình nước, một người dân địa phương đã nói rằng không có cách nào cho thiên tai và bây giờ chúng tôi phải cố gắng giảm bớt thiệt hại. Điều này dường như nhằm giảm bớt nguyên nhân bất thường của lũ lụt. Một số ý kiến cho rằng trận lũ nhắc chúng ta một lần nữa không thể không kể đến yếu tố con người gây ra thiên tai như xói mòn đất, chất lượng hạ tầng thoát lũ kém, mối đe dọa hồ chứa ở thượng nguồn. Min Yao Chu Zhang, một nhà hoạt động nhân quyền ở thành đô, cho biết lũ lụt ở Tứ Xuyên lần này đã vượt mức lũ năm 1998. Ông nói, Trung Quốc xây dựng bao nhiêu trạm thủy điện thác ở đó, trạm thủy điện lớn, trạm thủy điện nhỏ, tất cả đều là một loại hủy hoại môi trường tự nhiên. Theo Tân Hoa Xã, Tứ Xuyên, tỉnh của nghìn con sông, là tỉnh lớn về thủy lợi và thủy điện. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 8.184 hồ chứa, hàng nghìn trạm thủy điện và 12 hồ chứa quy mô lớn ở tỉnh Tứ Xuyên cũng là một khu vực dễ xảy ra động đất. Min Yao Chu Zhang cho rằng trận động đất ở Vân Xuyên đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các hồ chứa và đập. Ngoài ra còn tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về mặt thể chế trong việc quản lý và sử dụng các hồ chứa. Ông nói hệ thống hiện nay đặt tiền và lợi ích lên hàng đầu. Mỗi trạm thủy điện, mỗi vùng luôn xuất phát từ lợi ích của mình. Dù mưa lũ hay mùa khô, họ đều tự kiếm tiền và tích lũy thêm của cải mà không phụ thuộc vào môi trường. Báo cáo cho biết, cảnh báo mưa bão của Tứ Xuyên đã được nâng cấp và mở rộng phạm vi cảnh báo thiên tai địa chất. Lũ trăm năm tự lũ. Trong trận lũ lụt, người dân hy vọng rằng các quan chức cấp cao của Bắc Kinh có thể đến kiểm tra. Miao Chunyang nói, sau khi đọc một số báo cáo, cảm giác cơ bản của tôi là hãy để nó tự chết. Nội tạng không được huy động, công chức đi cứu trợ thiên tai. Chống thấm thì không có động tĩnh gì lớn, chính phủ phải công khai từng việc nhỏ, nhưng lần này hiếm khi thấy báo cáo tích cực về cứu trợ thiên tai quy mô lớn. Chen Yunfei nói, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không nên tập trung vào những việc lớn và làm những điều ngu ngốc, họ nên tôn trọng khoa học và các chuyên gia, đừng làm lung tung ở đó, Trung Quốc không đủ khả năng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên ra ngoài và xem. Chen Fuhinghai nói, quyền lực chỉ có thể làm cho bạn có trách nhiệm hơn và nặng nề hơn. Tuy nhiên, Xion Dan, một cư dân ở Trùng Khánh, hài lòng với hoạt động của nhà chức trách. Ông nói, lũ vẫn do mưa đột ngột, nó tập trung vào điều kiện nước gây ra bởi lượng mưa đột ngột, nó thường mưa lớn ở khu vực thiên tai. Nói chung, chính phủ Trung Quốc và chính quyền các cấp đã làm rất hiệu quả, cứu trợ thiên tai và các biện pháp khác nhau đã được đưa ra kịp thời. Cần phải nói rằng, nó đã đóng rất nhiều vai trò. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cho biết, với sự di chuyển về phía đông của vành đai mưa chính, lượng mưa ở lưu vực Tứ Xuyên đã dần suy yếu. Tuy nhiên, do lượng mưa tích lũy lớn trong giai đoạn đầu, độ bão hòa đất cao và hiện tượng thiên tai địa chất chậm trễ và cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất, dòng chảy xả bẩn. Trong trường hợp xảy ra thiên tai thứ cấp, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ ở các sông Minh Giang, Thô Giang và Linh Giang ở thượng lưu sông Dương Tử, sông vẫn rất cao. Cùng thời điểm Tứ Xuyên hứng chịu trận lũ lụt thế kỷ, tình hình kiểm soát lũ lụt ở các vùng khác của đất nước bao gồm cả lưu vực sông Hoàng Hoài và sông Châu Giang cũng nghiêm trọng không kém. Theo ABC cho biết, một cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía đông nam đã làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở miền nam, trong khi lũ lụt và lở đất đã ập đến với Trung Quốc. Báo cáo mới nhất cho biết, trong khi tình hình lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử vẫn đang tiếp diễn, hồ chứa Tam Hiệp sẽ có lưu lượng đỉnh khoảng 74.000 mét khối mỗi giây, là trận lũ đổ về lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp.
Một báo cáo từ Tổ chức Di sản, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ cho biết lũ lụt đang dâng cao đã làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp do dòng nước dữ dội từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ về, áp lực của các hồ chứa và đập ở đó tiếp tục tăng lên, gây ra lũ tràn vào khu vực hồ chứa và nếu lượng mưa tiếp tục, trạng thái địa chất bão hòa ban đầu sẽ là tệ hơn. Báo cáo của US News and World Report cho biết 634 con sông trên khắp Trung Quốc đã vượt qua mức nước cảnh báo. Tính đến tuần trước, số người bị ảnh hưởng ở Trung Quốc đã lên tới 63 triệu người, cao hơn 12,7% so với mức trung bình của 5 năm qua. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tin mới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị cũng hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!